Thì định dạng văn bản thường là câu số 1 đây, chúng ta để ý nè. Thì chúng ta phải định dạng được cái văn bản của mình là từ trang giấy cho đến định dạng các cái đoạn văn sao cho nó phù hợp. Được chưa? Ở đây, ví dụ chúng ta có cái phần thuộc như thế này gọi là file mẫu, file dữ liệu gốc, file thô, không có gì hết. Được chưa? Thì mình làm sao để mình định dạng nó? Thì đầu tiên, đối với định dạng thì nó sẽ định dạng văn bản. Định dạng văn bản thường là định dạng gì? Khổ giấy, canh lề, hết. Được chưa? Khổ giấy canh lề thì mình sẽ là có phần đầu tiên này, câu số 1, chúng ta có basic, chúng ta chọn là gì? Khổ giấy đây, canh lề trên dưới trái phải, được chưa? Nó bao nhiêu đó, được chưa? Thấy không? Nên nhìn ha. Nhưng mà mọi người lưu ý nha, làm ở đây từ từ tôi sẽ nói mọi người lưu ý tại sao phải lưu ý. Ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Trong phần 1 mình sẽ có 3 phần. Phần thứ đầu tiên là phần menu này. Được chưa? Phần menu này, được chưa? Phần thứ hai là phần nội dung. Phần nội dung chúng ta đi chọn này. Được chưa? Rồi, thỉnh thoảng đâu đó hay là sử dụng một số tính năng nào đó mà chúng ta vô tình chúng ta mở thêm một số cái thanh banner, tức là các cái nội dung hỗ trợ thêm bên ngoài. Thì chúng ta gọi là cái phần menu bên trái, menu bên phải gì đó. Nó có ha. Để chúng ta dễ hình dung được là cái phần. Vậy thì ở đây chúng ta phải sử dụng các cái mình có thao sát các bạn rồi đó, các anh chị rồi đó. Thế là gì? Mình đã sử dụng được các cái menu của bộ Office 2010 chưa? Để mình biết được là mình biết cách sử dụng. Thì mình tóm lược sơ về các cái menu của các tính năng của các menu của cái bộ Office 2010 trước cho mọi người dễ hình dung. Thì đầu tiên đối với cái menu home thường là gì, chúng ta sẽ định dạng tới các cái gì, các đoạn văn như chúng ta có là gì, phông chữ, màu chữ, kích thước chữ, in nghiêng, in đậm, in gió, đủ kiểu, đúng chưa? Rồi sau đó gì, canh giữa, canh trái, canh phải, hoặc là gì, chúng ta có gì, tô màu nền tức là gì, chữ Microsoft này có cái nền highlight lên chẳng hạn, ví dụ như đấy cho mình dễ hình dung. Hoặc là gì, chúng ta tạo cái khung cho một đoạn văn nào đó thì dựa trên này, được chưa? Thì chúng ta định dạng ở đâu, ở trong cái menu home, được chưa? Menu home mình là gì, là chứa các tính năng cơ bản đối với phần text, tức là phần style paragraph, được chưa? Tức là định dạng đoạn văn đó. Rồi cái menu thứ hai là gọi menu insert. Menu insert này chúng ta sẽ chèn các đối tượng ngồi vào trong cái trang giấy, được chưa? Thì ở đây chúng ta có thể là gì, chúng ta có thể chèn hình, chèn hình ảnh bên ngoài này, hay chúng ta có chèn các hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hoặc là chúng ta chèn các cái biểu đồ, hay là chúng ta có thể là gì, chèn các cái chữ nghệ thuật như là quạt cái chẳng hạn, được chưa? Hay là chúng ta chèn các biểu thức toán học, hay là chèn các ký hiệu đặc biệt đây ha, cái hiệu biểu chèn các biểu thức toán học, hay là chèn các cái chữ nghệ thuật, hay là chúng ta có thể chèn cái biểu đồ, chèn các cái gì, các cái hình, ví dụ hình xếp như chặt, hình vuông, tròn, hình vuông, hình elipse đó, hay là chúng ta chèn các hình ảnh, chúng ta từ có hình ảnh bên ngoài chúng ta chèn vào, được chưa nào? Đó là một số cái tính năng gọi là cơ bản của phần insert. Rồi tiếp theo là menu là gì, layout là gì, là thường là gì? Định dạng của cái trang giấy, của trang giấy, tức là mình cứ coi như này, một tờ A4, ví dụ đây là khổ giấy A4 đi chẳng hạn. Đây là một cái khổ giấy A4, là định dạng một khổ trang giấy này, được chưa? Thì các trang giấy chung nhau về định dạng thì nó sẽ cùng một gì, cùng một vùng, gọi là cùng section, sau này mình nói sau, được chưa? Thì nó có là gì, khổ giấy, kích thước giấy, rồi canh lề, được chưa? Trên dưới trái và phải, hay là gì, mình cái hai nhiều đoạn văn đó trên cùng trang giấy mình chia ra hai cột chẳng hạn, thì dùng cái này. Hoặc là chúng ta tạo một cái watermark phía dưới, tức là cái chống copy đấy, cho mọi người gì hay sử dụng đó, đó. Hoặc là gì, chúng ta có thể gì, tạo cái đi khung viền cho một cái trang giấy bất kỳ, để cho người ta gọi là ảnh hưởng tới cái bay từ cái trang giấy đó, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta có cái menu thứ tư gọi là menu reference. Cái menu reference này thường mình sử dụng cái gì, là mình thường chèn các cái mục lục, dùng nhiều nhất là mình thường dùng nhiều nhất hiện nay á, là mình chèn các cái mục lục ví dụ như là giữa các tiêu đề á, chúng ta chèn ra các cái mục lục chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, gồm điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, gồm gì đó, thì nó sẽ là gì, cái tiêu đề của các cái điều mục kèm theo chương nó ra, gọi là gì, cái mục lục nội dung. Ngoài ra chúng ta có các cái mục lục hình ảnh, nếu như chúng ta có nhiều hình ảnh và chúng ta có định vị, định hình cho nó cái trang để chứa, thì chúng ta có cái mục lục hình ảnh nữa, ví dụ như hình 1 rồi về gì đó ở trang mấy, hình 2 gì đó ở trang mấy, được chưa? Thì cái đây là gọi là cái chung về gọi cái hình. Chứ ngoài ra chúng ta có thể đặt cho là gì, cái bảng, hoặc là chúng ta đặt cho biểu đồ,
bình thường ha, không sao hết. Rồi một cái tính năng mà mình sẽ sử dụng, mình có thể sẽ dính hoặc là mình có thể bị gặp trong cái đề thi thì cho là tính năng memos. Memos thì mọi người các anh chị hay sử dụng khi mà chúng ta in cái thư mời này, in cái giấy báo này, hoặc là chúng ta in cái hợp đồng này, mà chúng ta không muốn là chúng ta có cái mẫu sẵn rồi, chúng ta chỉ cần fill các cái trường thông tin mà chúng ta đang quản lý vào thôi. Thì các trường thông tin đó mình có thể là mình đang lưu ở đâu, ở trong cái cell, hoặc là chúng ta lưu ở một cái table ở trong cái file Word nào đó, bất kỳ cũng được, được chưa? Chúng ta có cái trường thông tin mà chúng ta chèn vào cái file mẫu đó, ví dụ như chèn vào file mẫu giấy báo như thế này, chúng ta còn chèn vào cái điểm trung bình, xếp loại học tập, và chúng ta dựa vào chúng ta có danh sách đó bao nhiêu người đã in ra bao nhiêu giấy báo đó, thì chúng ta gọi là cái tính năng là mailing, là gọi là mail mệt đó, được chưa? Thì mình cũng có trong cái chương trình ôn của mình ha, cũng có trong chương trình ôn của mình rồi, đó nhiêu đó thôi, được chưa? Ngoài ra có một số cái menu view để mở các công cụ hỗ trợ cho mình, ví dụ như là mình bình thường nó sẽ mấy của anh chị sẽ không hiển thị thành thứ dọc thứ ngang chẳng hạn, muốn mở ra thì chúng ta vào phần view chúng ta mở thành ruler lên để chúng ta dễ dùng, đó là cái nhất. Hoặc là chúng ta gì à, chúng ta hay có cái điều một có một có hai có ba, gọi chương một chương hai chương ba điều một điều hai điều ba, và muốn nó thể hiện ở cái menu page bên này cho nó dễ dùng, chúng ta sẽ mở cái navigation panel lên. Ở đây nó sẽ thể hiện dựa vào cái gì à, dựa vào cái nội dung tiêu đề của mình, nó sẽ có cái tiêu đề lớn ở đây để mình dễ mình truy cập nhanh đó. Còn truy cập nhanh thế nào thì tiếng của mình sẽ đi vào cái phần đó, mình sẽ nói chi tiết cụ thể hơn cho các anh chị ha, được chưa? Thì đó là mình giới thiệu sơ về các cái công cụ, các cái menu có sẵn của phần Word ha. Rồi vậy thì đi vào cái bài này, đi vào cái bài này thì chúng ta có cái gì à, đây bài bảo là gì à, chúng ta định dạng cái văn bản trước, định dạng cái khổ giấy trước là gọi bài setup trước, thì chúng ta sẽ nằm nghĩ tới cái chuyện nó nằm ở trong đâu, trong cái bài layout đối với cái bộ phía 210 nha, là trong bài layout bộ phía 213 trở về sau nó khác, được chưa? Rồi ở đây chúng ta có cái gì, khổ giấy tương ứng với size là gì, A4 chẳng hạn, được chưa? Rồi ở đây nó có cái gì nữa à, cánh lề top là gì, trên bottom là dưới, left là trái, right là phải, và bao nhiêu à, nó tự động nó cân lệch cho dưới trái phải là 2 cm, được chưa? 2 cm đây, anh chị dễ nhung chưa? Đó thì vậy thì chúng ta sẽ vào phần gì, cũng là bay bay nào bay setup đây, thay vì chúng ta chọn khổ giấy xong, chúng ta định hình cân lệch bằng cách là chúng ta vô phần margin. Ở margin này các bạn các anh chị lưu ý với mình là gì à, nó có sẵn, nếu các công cụ nó có sẵn cái kích thước phù hợp thì chúng ta chọn, không thì chúng ta chọn là custom margin để chúng ta nhập vào bằng tay, được chưa? Nhập vào bàn tay như thế này, được chưa? Thì ở đây có một cái lưu ý khi mình thực hành ở nhà và khi chúng ta đi thi thì sao, khi chúng ta khi mà ví dụ như máy của mình đi chẳng hạn à, mọi người không không mà có cái này cũng được, để mình quay về cái ban đầu để cho mọi người dễ dung trước đây. Đây khi mà máy của mình á, mình được cài bằng cái ngôn ngữ là gì, ngôn ngữ tiếng Anh đi chẳng hạn, thì khi chúng ta cài vào thì nó đang sử dụng cái bộ bộ gọi là bộ thước đo và bộ ngôn ngữ tương ứng với là gì à, của tiếng Anh, cho nên là gì nó sẽ sử dụng đơn vị tính khác và nó cách phân cách nó cũng sẽ khác. Ví dụ ở đây chúng ta có ví dụ như là à, margin nó thay vì nó hiển thị là cm, tức là đơn vị đo là cm thì chẳng hạn, nó nhìn từ đây thôi nha, mình chưa chọn hết luôn, thì mình đang mong muốn đề đang mong muốn nó là gì, mình đang định dạng theo đơn vị đo của Việt Nam là cm, được chưa? Cho nên mình nhớ à, máy mình nếu mặc định cài á, để chắc chắn đơn vị nó in đâu có ngồi tiếng Anh, là location là Anh á, được chưa? Anh hoặc Mỹ á, được chưa? Thì chúng ta sẽ là gì, là in rồi, mình phải chuyển cái đơn vị thước đo này về đúng chuẩn của Việt Nam trước, tại vì sao, in nó khác so với cm nha, đừng có đánh đồng chung là gì, mình định dạng sai liền đó, được chưa? Thì các anh chị lưu ý là các đổi đơn vị đo này về trước, đơn vị thước đo này về trước bằng cách là chúng ta vào phần file này. À, option này, được chưa? Span này, được chưa? Kéo xuống, mọi người có thể nhớ, nếu mọi người nhớ thì mọi người nhớ cho mình là cái chữ display á, tức là hiển thị á. Đây, mình sẽ thấy cái gì? À, cái công cụ của thước đo hiện tại đang là đơn vị đo là in, thì mình chỉ chuyển về cm thôi, không có gì hết, được chưa? Và ví dụ như mình đang làm ở nhà chẳng hạn, thì cái thao tác này là thao tác lần đầu tiên, chỉ có một lần duy nhất thôi, lần sau nó tự động nó biết là nó đang sử dụng công cụ cm, cho nên là gì, hôm nay mình chỉ, nhiều khi một số anh chị nào mà không học á thì hôm sau lại quên nha, dễ bị quên chỗ này, cho nên là gì, tại vì sao hôm sau là mình vô là tự nhiên nó ra cm rồi,
ví dụ như hôm nay học xong, qua ngày mai học tiếp là trên sách rồi. Tại vì sao mình chỉ định dạng lại một lần duy nhất thôi, lần đầu tiên thôi. Rồi, vậy thì đó là trường hợp đối với mình sử dụng máy cá nhân. Rồi mình sử dụng máy ở trên phòng máy hay là khi đi thi chẳng hạn. Thì nó vô tình, nó vô tình ha, mình nói gọi là vô tình ha, là cái ca thi trước nó đổi rồi thì nó may mắn mình không phải đổi. Còn nếu như mà nó reset máy lại, mình bắt buộc phải định dạng nha, hoặc là máy nó định dạng sẵn rồi thì mình khỏi phải định dạng. Thì các chị cứ lưu ý, cái mình nhìn vào này, phòng margin chúng ta thấy đúng đơn vị cm không, đúng thì mình cứ chọn custom và chúng ta nhập vào. Ví dụ ở đây thì bài bảo là nhiêu, là 2.0, tức là 2 đi, chúng ta xóa đi ha, top đi 2, khỏi bấm lên xuống đâu lắm, xóa luôn, nhập lại cho nhanh. Bottom cũng 2, left cũng 2, và gì right cũng 2, không cần nhập đơn vị đo, nó tự động nó biết đơn vị tính nó là cm, nhấn ok là được. À, đây nó thuộc vô này, 2 cm này, đây này 2 cm này, đây đây này là 2 cm này, thấy chưa, đây ra này là 2 cm này, thấy chưa. Tức là cái nội dung biên soạn của mình nó thuộc vô phía trên dưới trái phải, nó là gì, 2 cm, để cho mọi người dễ dùng ha. Rồi câu đầu tiên nó nhiều việc lắm, thấy vậy thôi cho nó rất là nhiều việc cho mọi người làm ha. Mình thấy chưa, mới cái định dạng văn bản thôi, định dạng trang giấy thôi. Mọi người có thể là gì vừa nghe vừa làm luôn cũng được ha, nó tại vì cái này nó cũng không có gì mà khó lắm, nên là mọi người cứ vừa làm vừa nghe cũng được cho nó nhanh. Rồi tiếp theo phần thứ hai là định dạng các đoạn văn. Định dạng các đoạn văn là như thế nào cho mọi người dễ hình dung đây này. Ví dụ như mình coi cái file tham khảo đi cho mọi người dễ hình dung đây đó, các bạn thấy không, nếu như mọi người cứ, nếu như ở đây chúng ta chưa định dạng gì hết, chưa định hình nó là cái gì hết, thì nó là gì, nó suông như thế này này, tức là tất cả các chữ nó suông đều nhau, nó giống nhau hết, không có khác gì gì đấy, nó không có cái gì gọi là gì phân định ra là gì. À, chỗ đó là tiêu đề, chỗ đó là gì, à, tiêu đề cấp 1, tiêu đề cấp 2, tức là tiêu đề cha, tiêu đề con, rồi tới phần nội dung của mình bên trong á, thì nó không có phân biệt gì hết, nó gọi là như thế này, gọi là title này, cho mọi người dễ dùng đây đó, nó thôi như thế này, được chưa. Vậy thì khi chúng ta định hình, chúng ta định dạng được thì nó sẽ ra như thế nào. À đây chúng ta biết được là gì, à đây là cái tiêu đề cấp 1, được chưa, tức là gì, giới thiệu đây, rồi tới là gì, à một số tính năng, chức năng của một, được chưa, hoặc là gì, à, hết rồi, được chưa. Thôi như đó là gì, à trong cái, trong cái tiêu đề lớn nó có một tiêu đề con nữa là gì, à sử dụng cái tính năng là smart, à, hoặc là sử dụng cái sếp, hoặc là gì echo, hoặc là gì chúng ta có cái gì đó biểu đồ nữa, chat, được chưa, hoặc là mail mệt, được chưa. Thì ở đây khi chúng ta định dạng xong đó, thì mình sẽ hình dung được là chỗ nào là tiêu đề cấp 1 trực tiếp, chỗ nào là tiêu đề cấp 2, được chưa. Thì mỗi dòng như thế này á, mình cứ trong đầu mình cứ hay nghĩ là gì, à một dòng hay là hai từ nằm trên cùng một dòng, nó là một cái chữ, nó là một chữ thôi, vài chữ thôi, nhưng mà không, mọi người hình dung cho mình nha. Khi chúng ta kết thúc một cái dòng đó mà bằng phím enter thì người ta coi từ đó trở lên cái đoạn trước đó nó là một đoạn văn. Ở đây cũng vậy, từ Microsoft trở về cái tới publisher này này, mình enter xuống tới mới tới mình mới nhập liệu tiếp là Word đúng không, với Word đúng không, thì nó đây là gọi là một đoạn văn. Trong đoạn văn này có nhiều câu, được chưa. Ví dụ đây cũng vậy, nhưng mà thì nó chỉ có một câu thôi. Đi, đây mình zoom lên cho mọi người dễ nhìn, mình đang để chế độ kia nhìn nhiều trang cho mọi người dễ dùng. Đây đây là gì, cũng là một đoạn văn nhưng mà nó có nhiều câu, có dấu chấm, dấu phẩy. Đây thì cũng là một đoạn văn nhưng mà nó có những hai chữ giới thiệu thôi. Đây cũng một đoạn văn nhưng mà nó có nhiều chữ hơn, để chung vậy thôi, nhưng mà có một câu, được chưa. Người ta gọi đây là một đoạn văn ha, đây là một đoạn văn. Khi chúng ta enter xuống là một đoạn văn, được chưa. Ở đây như vậy mình nhìn cho file mình dễ dùng này, đây là một đoạn văn, đây là một đoạn văn, đây là một đoạn văn. Tại vì sao, có cái thao tác enter xuống còn chỉ cho. Khi mình sử dụng con trong buộc á, mình muốn biết chỗ nào mình nhấn enter á, mọi người vào cái menu home này này, các bạn, mọi người nhấn vào cái chữ B ngược á, chữ B ngược này này, thì mọi người sẽ biết à chỗ này hết này, enter xuống này, chỗ này hết này, enter xuống này, chỗ này hết này, enter xuống này, chữ B ngược đó, thấy chưa. Thấy không? Đó tức là gì, đó là một đoạn văn đó, mình coi nó là một paragraph, một đoạn văn. Nó có thể là một câu, nó có thể là nhiều câu, thấy chưa, không sao hết, ít thì nhiều chữ nó cũng vẫn gọi là một đoạn văn, được chưa. Rồi nó sẽ có một trường hợp nữa, ví dụ như là gì, nó chưa kết thúc đoạn văn mà mình muốn nó xuống dòng. Một số anh chị khi sử dụng thực tế, được chưa, thì thay vì chúng ta nhấn enter tức là kết thúc đoạn văn đấy đúng không, thì nó có một cái phím tắt nữa là gì, shift enter, cái gì nó chỉ xuống dòng trong đoạn văn đó thôi, tức là chúng ta chưa kết thúc đoạn văn. Thì nó có biểu tượng khác cho mọi người dễ dùng không, nó có là gì, dấu mũi tên xuống như thế này, này là shift enter ha,
chữ B ngược với là chữ Enter, được chưa? Thì mình muốn xem mọi người bấm vào cái menu Home này, chúng ta có chữ B ngược này, nhấn vào để biết được chỗ nào chúng ta Enter xuống, chỗ nào chúng ta Shift Enter thôi, không có gì hay. Enter xuống là chúng ta kết thúc một đoạn văn, được chưa? Còn Shift Enter tức là ta xuống dần trong đoạn văn đó thôi, chứ chưa kết thúc nha, được chưa? Rồi cho mọi người một số cái nút. Các bạn lý thuyết về các bạn về thằng này ha. Rồi, và thì giờ bắt đầu mình sẽ định dạng. Định dạng đoạn văn tức là sao? Tức là định dạng cái paragraph style tức là sao? Thì ở đây chúng ta sẽ có các cái mẫu định dạng sẵn để chúng ta dán cho cái đoạn văn của mình. Ví dụ như chúng ta thông thường chúng ta thấy thì khi chúng ta gõ vào mở một cái file vào, chúng ta gõ ở đâu chẳng hạn thì đó đều là một cái văn bản bình thường. Cho nên nó thường nó sẽ được gán vào cái style heading này này. Style paragraph này là normal, tức là gì? Tương ứng với cái style đối với đề bài mình là văn bản thường. Được chưa? Rồi, ví dụ như ở đây chúng ta nói là một cái tiêu đề chẳng hạn, được chưa? Thì mình phải tạo cho nó một cái style nào nó khác biệt so với cái văn bản bình thường của mình. Thì thay vì chúng ta tạo riêng cho nó một cái thì khi mà chúng ta xuống dưới đi chẳng hạn, chúng ta phải tạo lại cái nữa, đúng không? Thì nó rất tốn thời gian. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo dựa vào cái mẫu style sẵn. Được chưa? Chúng ta tạo một cái mẫu sẵn chúng ta gán cho cái đoạn văn đó, tức là các đoạn văn nào nó cùng giống nhau thì chúng ta gán cho cái mẫu đó, thì khi đó chúng ta chỉ cần chỉnh sửa một chỗ thôi. Riêng nó mà nó mô thì tất cả test đều giống nhau. Ở đây ví dụ như là có một đi, nó là tiêu đề có một thì chúng ta sẽ nghĩ tới đó là chữ cái đi một cho mình nha, cái đi một, được chưa? Thì khi chúng ta sửa, ví dụ như đây, thay vì chúng ta sửa một cái test này sao vì màu xanh chữ đỏ như đậm gì đó xong, mà là xuống này tiếp ta nói là có một, ta sửa chữ màu xanh chữ đỏ chữ đậm xong lại cực rồi xuống nữa, thì khi mà ví dụ như một cái bài thì báo cáo, một bài luận văn mà chúng ta có khoảng tầm 30 cái tiêu đề đó là bắt đầu thấy mệt rồi đó, được chưa? Cho nên cái gì trong vườn đó hỗ trợ một công cụ gọi là gì, các cái style sẵn ví dụ như chúng ta có là gì, style heading một tương với cái đề có một đó, mình tự suy nghĩ tự định hình nó giống nhau nha, mình tự gọi nó giống nhau nha, đó thì gọi là gì, heading một. Thì khi chúng ta gán cho cái đoạn văn đó là heading một, được chưa? Thì khi chúng ta sửa có cần phải sửa từng cái một không? Ví dụ như mình định dạng sai phông chữ, sai kích thước chữ chẳng hạn, tiêu đề cấp 1 đó là phông chữ 16 thôi, Times New Roman chữ 16, tiêu đề cấp 2 là gì, tiêu đề là gì, Times New Roman là 14 nhưng mà cũng là in đậm đó. Thì khi đó mình nếu chúng ta làm riêng từng cái thì chúng ta rút thời gian, thì chúng ta có cái mẫu có sẵn là gì, cái style, được chưa? Khi chúng ta gán cho cái đoạn nào đó với style nào thì nó sẽ tự động nó sẽ in highlight cho mình xem, được chưa? Đây highlight cho mình xem cái chỗ này là gì, văn bản thường thì nó gì, mình nói rồi, trên cái firewall của mình tất cả các đoạn văn mà mình không định dạng gì hết thì nó là văn bản thường, được chưa? Đó là normal đấy. Và thì khi đó chúng ta cần, khi chúng ta sửa đúng không, chúng ta sửa chỉ cần sửa đúng cái này là xong, không cần phải xuống sửa từng cái nội dung phía dưới, cho nên chúng ta có cái phần này style paragraph này, được chưa? Đó sửa cái này là xong. Là khi mà ở đâu chúng ta đang áp dụng tới các cái tiêu đề đó thì các cái style đó thì nó sẽ tự động áp dụng xuống. Ví dụ như mình sửa là gì, mình làm nhanh ha, ví dụ như mình sửa thay vì chúng ta không muốn sử dụng nó là màu đỏ, màu màu xanh, chúng ta nói nó là cái chữ màu đỏ đó chẳng hạn, đó thì chỗ nào nãy mình đang gán cho nó là heading một thì nó sẽ bắt đầu nó rồi màu đỏ, được chưa? Tức là mình chỉ làm một lần duy nhất ở cái style mẫu thôi, chúng ta không cần phải là gì, làm từ cái từng dòng phía dưới, được chưa? Rồi đó là phần giới thiệu sơ cho mình về cách hình dung, được chưa? Đó còn thì giờ đối với cái bài mình, được chưa, mình sẽ làm gì? Mình sẽ thứ nhất là mình sẽ gán cho nó trước cũng được, nó có hai cách. Cách thứ nhất là gì, mình biết chỗ đó là cái heading một thì mình gán cho nó, gán hết heading một, sau đó chúng ta sửa style một lần. Sửa style là dựa vào đâu? Dựa vào các thông số thì người ta cho sẵn cái này, được chưa? Dựa vào các thông số người ta cho sẵn nha, chứ không có tự chế, được chưa? Rồi, cái là cái thứ nhất là gán trước. Cách thứ hai chúng ta định dạng trước, tức là thì chúng ta chưa biết nó là chỗ nào là tiêu đề cấp một, tiêu đề cấp hai gì hết đó, nó định dạng trên này, định dạng hết, sau đó chúng ta bắt đầu chúng ta gán cho là đoạn văn này là hết tiêu một, đoạn văn này là hết tiêu hai, đoạn văn này là hết tiêu ba, thì nó có cái bước nào chúng ta làm trước cũng được hết, được chưa? Rồi và thì giờ mình chỉ cho bạn, các anh chị làm cách đầu tiên trước là gì, mình gán trước, được chưa? Ví dụ như mình dán thì ở trong cái bài của mình đó, làm sao mình biết cái nó là tiêu đề cấp 1, làm sao mình biết cái tiêu đề cấp 2, thì có một cái mẹo nhỏ như thế này này, là mọi người mở cái phần mục lục á, cái mục lục nội dung ra, các bạn các anh chị nhìn dễ nhất,
tôi pha tham khảo đây để các anh chị nhìn được liền luôn là chỗ nào có một, chỗ nào có hai, được chưa? Thấy cấp hai là gì? À, các có một màu đỏ này là cấp một không? Trong một màu đỏ nó là cấp cấp hai. Trường hợp ví dụ nó có cấp ba nữa thì trong một màu này nó có cấp ba, chẳng hạn ví dụ như vậy. Nó có từ điểm một mình dựa vô cái một nội dung được, là cách đơn giản nhất để các anh chị hình dung, được chưa? Vậy thì chúng ta gán bằng cách nào? À, chỉ cách gán này, chúng ta để con trỏ chuột, con nháy chuột ở đâu cũng được, để trước cũng được, để sau cũng được, để giữa cũng được, bôi cũng được, không bôi cũng được, ta để ra chuột thôi cũng được, vẫn cho dán đúng style đó bạn, chọn thôi, click chọn thôi, không làm gì hết, được chưa? Là nó được, được chưa? Rồi ví dụ đây xuống này nữa là gì, để con trỏ chuột ở đây, cho click chọn nó là gì, à heading một, được chưa? Rồi xuống này cái mà chúng ta chọn nó là heading hai chứ nghe, được chưa? Chọn nó là heading hai. Kệ nha, mình mới chọn thôi, mình không quan tâm nó style xấu đẹp như thế nào, mình chưa định dạng mà, cho nên là mình không quan tâm, mình chỉ cần chọn nó đúng là tí nữa mình định dạng sau, được chưa? Thôi mình chọn cái hạn, được chưa? Rồi tới table nữa chứ hạn chọn luôn đó, là chọn hết đúng không? Đó, đây là trường hợp nếu như chúng ta không nhận diện được một số đặc điểm chung. Đây là một mẹo chỉ làm bài ở đây, phần này là chúng ta phải làm thủ công như vậy, tức là làm từng cái. Được chưa? Rồi vậy thì đối với cái trường hợp mà cái đó là thực tế mình đi làm bên ngoài nha, là mình bắt buộc mình tự xác định được là đâu là mục một, đâu là mục hai, đâu là mục ba, chứ đâu có ai cho sẵn cho mình đâu, được chưa? Nhưng mà khi đi thi thì có một cái mẹo nhỏ cho các bạn, đó là gì, khi các bạn nhận cái file thô này này, các bạn sẽ lướt từ trên xuống dưới trước, trước khi làm mình lướt trước đây, chúng ta thấy này, à chữ giới thiệu là màu đỏ, chữ thường là màu đen hết đúng không, cái chữ giới thiệu là màu đỏ, chữ một số chức năng của quận nó màu đỏ. Thấy hai thằng tiêu đề có một nó giống giống nhau rồi đó, giống nhau gì, chữ màu đỏ nó đã, đừng quan tâm cái gì hết. Rồi cái phần accept hoặc là gì, chat hay là gì, mail mệt, à nó là gì, nó màu xanh. Tự nhiên nó là cái tiêu đề cấp 2 á, mình tại vì tiêu đề cấp 2 đâu, dựa ra này, à, nó là màu xanh, tự nhiên nó có sẵn màu xanh rồi. Tại sao thầy không cho sẵn màu xanh ta? Đó, để bắt đầu mình đi có một cái mẹo sử dụng công cụ có sẵn, không phải mình chọn hết từng cái nữa, mà mình chọn dùng cái mèo nhỏ 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 thôi mình sử dụng. Đây các bạn để con trỏ chuột tại cái đầu tiên mình mong muốn, ví dụ như để dòng màu đỏ đi đó, bữa trước nãy mình nói rồi đó, chọn cũng được, để con trỏ chuột trước sau giữa trái phải cũng được, để nó nháy nháy gì đó là được. Rồi các bạn vào menu home, thay vì chúng ta chọn từng cái đúng không, giờ chỉ này, cái mình vào cái phần select này này đó, thấy phần select thì đâu, rồi cái này là office nào cũng có cho nhau nha. Rồi các bạn mở xuống, các bạn sẽ thấy một cái mục thứ ba này này là đại khái mình hiểu như sau, đó là select on test visible có tin cái gì, chọn hết tất cả các đoạn test nào mà nó cùng định dạng với nhau, cùng định dạng với nhau nha, cùng định dạng tương đồng và định dạng với nhau, thì ở đây chúng ta chọn vào để mình xem mình hình dung nó như thế nào, rồi cùng được chung định dạng với nhau này, chọn này các bạn đó, thì bắt đầu nó sẽ bôi hết những cái nào nó giống như cái giới thiệu mình là gì, màu đỏ, thấy chưa? Nó bôi hết những cái đoạn văn hoặc là những dòng nào có màu đỏ, chữ màu đỏ, thấy không? Đó, cái này là trừ trường hợp mà cái file thô mình có sẵn nha, chứ không phải lúc nào nó cũng có sẵn như vậy hết, đừng có nghĩ là lúc nào nó cũng có sẵn cho mình làm nha, không có thì mình phải đi thao tác bằng tay như nãy mình làm, mình chọn từng cái, còn nó có sẵn thì mình cứ chọn, được chưa? Rồi tích cái xong hết dễ không? Rồi đối với cái phần một cấp hai chẳng hạn, cấp hai một hai ba bốn năm này, trường hợp chúng ta có rất rất là nhiều nữa, tới mười mấy lần, thì chúng ta thay vì chúng ta làm bằng tay, chúng ta để đấy, à, nó có cùng định dạng với nhau màu xanh này, này. Chưa? Phông chữ thường màu xanh, tức là phông chữ như thế này, 11 gì đó chữ thường màu xanh, thì chúng ta để ra chuột đó, chúng ta chọn select này, chúng ta chọn là gì, select test, tức là chọn hết tất cả các test có cùng định dạng với nhau, được chưa? Chọn vào, đấy, thấy nó bôi hết tất cả các test, các đoạn văn hoặc là các cái câu nó cùng định dạng với nhau, đó, sẽ chúng ta gán cho nó style. Hai nhớ nha, một nè, hai đây chứ phải ba đây nha, được chưa? Có phải làm từng cái không? Đó là một cái mẹo nhỏ, khi chúng ta mở cái file thô của mình lên, mình thấy có thì mình làm luôn, mình chọn luôn, được chưa? Đó là bước thứ nhất, nãy giờ có một mình chưa làm xong đâu, được chưa? Đây, bước thứ nhất là gì, mình gán các đoạn văn đó cho style cấp 1, style cấp 2, style cấp 3 gì đó, tương ứng với đề mục cấp 1, đề mục cấp 2 gì đó, được chưa? Được chưa? Bây giờ mình mới làm cái bước thứ ba là gì? Bước thứ ba là bước mình định dạng cho giống cái bảng này, này. Dựa vô cái bảng này để chúng ta định dạng cho giống này. Được chưa? Thì cái này mình nói có thể là máy móc một chút xíu cũng được.
Được chưa? Cho nên là mình không biết cũng được, làm cách máy móc là gì. À, mình sẽ làm gì? Thu nhỏ cái file lại để làm sao để chúng ta thấy được cái nội dung này thôi, chứ không có gì hết á. Được chưa? Để chúng ta thấy được nội dung này. Còn nếu như mình thực hành, tại vì thực hành ở trường máy nó cũng không có to đâu, máy nó màn hình được mấy xíu à, nó cũng vuông vuông à, nó cũng không to đâu, chia ra hai cột nó cũng không thấy đâu, được chưa? Cho nên mình chỉ cách này, mình cố gắng làm sao để cái bảng nó thể hiện rõ nhất trên cái màn hình làm phía trên. Thấy chưa? Mình các anh chị nhìn mình nha, tại vì mình dạy cái này vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành và vừa dạy một số cái mẹo khi làm bài luôn, cho nên là mọi người nhớ nhớ chút xíu ha. Đây, thấy chưa? Rồi mình mở cái file Word lên, mình thu nhỏ cái file Word này lại. Thì thu nhỏ nó có một cái mẹo nhỏ là gì? Thu nhỏ nó có thể như thế này, đây cho mình dùng vô, thu nhỏ nó có thể như thế này, đúng không? Một số máy như thế này đúng không? Đó, do các anh chị này nhấn giữ cái mũi tên hay là mũi tên này, nhấn giữ và kéo, kéo để làm gì? Kéo để mình vẫn còn thể hiện cái gì, cái menu này nè đó, để mình chọn chứ không phải là kéo nhỏ hết, còn còn phần nội dung phía dưới mình không quan tâm nữa. Để giờ từ từ chúng tí buông ra sau, mình chỉ cần thấy cái đúng cái menu này là được, được chưa? Đó chưa? Đó. Vậy thì bây giờ này nhìn lên này này, thấy chưa? Có sẵn này đối chiếu xuống. Rồi. Vậy thì cái file Word mình đây. À mình làm cái đầu tiên trước bằng bảng thường, chọn vào normal, chọn chuột phải này. Đấy nha. Không có chọn gì phía dưới hết á, mình chỉ nhìn trên cái menu này thôi, chúng ta click chuột phải vào chữ normal đây. Chúng ta chọn modify tức là gì? Chúng ta định dàn lại, chỉnh sửa lại, được chưa? Cho phù hợp với đề bài của mình. Thì đề bài yêu cầu gì thì nó nằm ở cái bảng đó rồi, chúng ta cứ yêu cầu làm y chang như bảng đó được. Cho nên mình nói là các bạn làm máy móc chút xíu cũng được, về ý nghĩa thì mình làm cũng hơi máy móc chút xíu, thấy chưa, không có định nghĩa nào hết. Rồi chúng ta chọn này, phông chữ đầu tiên là gì, chúng ta ngay cái đầu tiên chúng ta sẽ đi vào là gì, phông chữ, kích thước chữ, màu chữ, canh giữa, canh trái, canh phải gì đó, từ từ phía sau, được chưa? Chúng ta có là gì, à phông chữ là gì gì đó, chúng ta cứ nhập vào, được chưa? Kích thước chữ là 12, nhập vào. À, style là gì, style tức là gì, regular tức là gì, là không có in đậm, không bold, tức là gì? Không có in nghiêng, không italic, tức là không có gạch dưới, không underline, được chưa? Là tất cả đều không chọn cái nào hết, được gọi là regular ha. Rồi, tức là màu chữ, màu chữ thì tôi automatic tức là màu đen, được chưa? Chọn automatic ha, chứ không phải chọn màu đen nha, chọn automatic, được chưa? Mỗi máy nó có định dạng khác nhau. Rồi, đó là cái khung đầu tiên là định dạng cái phông chữ thôi, chưa làm gì hết. Tiếp theo là cái phần alignment và indentation, nghĩa là gì? Nó là cái canh lề. Ví dụ chúng ta để ý cái đoạn văn mình đang này. Thấy chưa? Đoạn văn mình đây. Cái phần review có cho các chị xem. Thấy chưa? Đó. Thì đầu tiên nó là gì? Định dạng đoạn văn. Đoạn văn nó là thường mình học buộc mình cũng biết là nó canh trái, canh giữa, canh phải hay là canh đường hai bên đúng không? Đó. Thì nó là cái phần gì? Là alignment. Thấy chưa? Rồi thứ hai là indentation, tức là gì? Là cái đoạn văn đó nó thuộc vô bên trái, tức là bỏ cái chuyện mà mình dùng cái margin, tức là gì, à, thuộc vô đầu và cái thuộc vào cái bìa của trang giấy là gì, trên dưới trái phải, tức là top bottom left right rồi đúng không? Thì bây giờ nó có một cái nữa là gì, mỗi đoạn văn mình có thể định dạng riêng cho nó, là nó có thuộc vô từ cái đoạn đó vô không, thì thuộc vô bên trái là gì, left, thuộc vô bên phải là gì, là right, được chưa? Đó là cái thứ hai gọi là indentation, được chưa? Rồi cái thứ ba là special là gì? À, ở một số đoạn văn hay là trong cái ngôn tiếng Việt mình, mọi người có để ý thấy không, là trong một đoạn văn đúng không, thì thường cái dòng đầu tiên nó sẽ thuộc vô khoảng đâu 0.5 cm hoặc là gì 1 cm gì đó, được chưa? Thì gọi là thuộc vô đầu dòng á, gọi là khái niệm thuộc vô đầu dòng á, thì người ta gọi là first line. Còn cái trường hợp ngược lại đối với first line, đó là gì, trừ cái dòng đầu tiên thôi là nó cắt thẳng như thế này, các dòng còn lại nó thuộc vô, người ta gọi là hanging. Rồi đi vào thực tế như thế nào nha. Vậy thì ở đây cái mình làm sao biết công cụ này nằm ở đâu, mình làm thì nó nằm ở trong menu. Ở đây chỉ chỉnh sửa phông chữ, kích thước chữ, màu chữ thôi, được chưa? Còn muốn chỉnh sửa tiếp thì mình các bạn mở vào cái menu format lên, nó nhỏ nhỏ phía dưới đó, được chưa? Mở menu format lên, mình chọn vào cái phần mình đang định dạng đoạn văn mà nãy giờ mình nói đó, mình nãy giờ mình đi quanh cũng là paragraph style, tức là định dạng đoạn văn, cho nên mình chỉ nhớ là định dạng cái đoạn văn này trước. Đây, thì mở lên mọi người đã hình dung được, mình thấy được là các cái keyword nó giống rồi này, các alignment này, các cái indentation này, để cho các cái spacing hay là special này có hết trên này để mình chỉ trả lại cho anh chị hình dung ha. Đầu tiên là mình là gì, là canh cái đoạn văn đó là canh trái, canh giữa hay là canh phải hoặc là canh đều hai bên, gọi là justify. Left right center là mình vừa biết rồi đúng không? Bây giờ mình có justify, chọn justify. Đề bài nó ghi sao thì mình chọn vậy thôi, mình không có suy nghĩ gì hết, được chưa? Rồi, mình chỉ nói sơ về cái tính năng cho mọi người biết là công năng của nó làm như thế nào thôi, được chưa? Còn indentation là gì? À đây các bạn để cái hình dung này, được chưa? Nếu chúng ta tăng nó lên,
thì nó sẽ là gì, nó thuộc vô đầu dòng này, thấy không, thuộc vô đầu dòng của cái nguyên cái đoạn văn nó thuộc vào luôn, là không trên chính xác tư chẳng hạn, được chưa? Còn không cái gì là nó không thuộc vô. Còn phải như vậy chẳng hạn, vậy đây ví dụ như canh lề ở đây đúng không, thì chúng ta thuộc vô đầu dòng khoảng 1 cm thì nó thuộc vô như thế này đó, nó thuộc vô như thế này, tức là nguyên cái đoạn văn nó bê vào phía trong, nó cách vô bên phải, được chưa? Rồi như không có gì nữa là không, được chưa? Rồi cái thứ hai là gì, cái phần special này mình nói rồi đó. Ví dụ như đoạn văn mình có cái dòng đầu tiên nó thuộc vô đầu dòng, nhìn nha, thì chúng ta chọn first line nó thuộc vô như thế này, bao nhiêu cm đó thì chúng ta gán vào, được chưa? Ngược lại với first line là hanging, tức là gì, là trừ cái dòng đầu tiên, các dòng còn lại thuộc vô. Đó, dạ mình hiểu tính năng chút xíu ha, hôm sau mình sẽ không nói nhiều về phần này, được chưa? Mình hôm bữa đầu tiên mình chỉ nói nhiều phần này thôi, thì mình đã rất là nên, được chưa? Đây, tại vì đề bài đó sao là nên nè, không không này, tại sao, được chưa? Rồi tới phần spacing. Phần spacing nó là gì, nó là giãn cách, được chưa? Spacing là giãn cách. Giãn cách thì nó có cái gì để mình nói cho bạn hình dung ha. Đầu tiên là gì, cái phần là gì, line spacing trước, tức là gì, ví dụ như cái đoạn văn chúng ta có nhiều câu được chưa nào, người ta gọi line spacing là gì, là giãn cách giữa các câu đó trong cùng một đoạn văn. Ví dụ chúng ta để là gì, multiple hay là single nên gì đó, chúng ta điền kích thước vào, ví dụ multiple là 1.1 đi đó, mọi người để hình dung ha, là trong cùng một đoạn văn có 3 dòng thôi thì nó sẽ có giãn cách giữa các câu trong cùng một đoạn văn đó, được chưa? Để mình dễ hình dung ha, thấy chưa? Đó là gì, đó là về cái phần line spacing. Còn before after là gì, before after tức là gì, là cái đoạn văn này nè, đoạn văn mà của cái style mình nãy mình đang chọn đó, nó giãn cách so với phía cái đoạn văn trên, tức là gì, nó cách so với đoạn văn trên là bao nhiêu pt, thì giờ đơn vị đo là pt. Còn gì, nó giãn cách so với phía dưới bao nhiêu gọi là after, được chưa? Vị trí đó, được chưa? Đơn vị đo là, được chưa? Còn nếu ta lít mũi tên lên xuống trái phải thì mọi người nhớ cho mình nó là gì, nó là bộ số của 6. Một là các anh chị nhập thẳng vào, hai là các bạn click, click thì nó là bộ số của 6 nha, nhớ dùng cho mình nha, bộ số của 6 cho nên là gì, 0 này, 6 này, 12, 18, 24 này, vậy gì hạn, đó là bộ số của 6 đó, cho nên mình nhập vào được hay là mình kéo được, rồi cứ chọn theo đề bài yêu cầu thôi, được chưa? Xong hết chưa, đầy đủ là 1, 2, 3, 4 này, border là gì, từ từ tính, tiếng nào đụng tới mình tính, rồi nhớ ok cái, nhớ ok anh nữa. Vậy thì ở cái văn bản này, ở cái văn bản này nãy mình chọn này, đó nó là bình thường, nó là chút xíu xíu nãy nó xấu đúng không, bây giờ gì, à, nó tự động lấy theo các cái định dạng của mình theo đề bài này, à nó canh đều hai bên nè, nó không có thuộc vô đầu dòng nè, đó định dạng cho normal đúng không, đó cho mọi người dễ hình dung chút xíu ha. Đấy. Đó nó như thế này, thấy không, đây là một đoạn văn mà sử dụng cái style là gì, normal tức là gì, văn bản thường đó, được chưa nào. Rồi tiếp, chưa xong, chúng ta còn hai cái đề mục cấp 1, đề mục cấp 2 nữa, cho nên chúng ta thu nhỏ lại, được chưa? Đề mục cấp 1 đây, chúng ta chọn là hết một, chọn modify, click chuột nha, click chuột, click chuột, click chuột phải, click chuột phải, không thao tác gì hết, không có thao tác gì phía dưới hết, click chuột phải thôi. Rồi đơn giản y chang như cách nãy cho mình, các cái ban đầu, được chưa? Đầu tiên cũng là phông chữ nè, kích thước chữ nè, bold này ha, nè chữ star là bold ha, rồi ta chữ màu đỏ nè, chữ màu đỏ thì mọi người có thể tham chiếu cái thang màu chuẩn, thang màu mặc định phía dưới ha, còn không thì các bạn chọn thêm màu phía trên, được chưa? Ở đây chúng ta có là gì, có red này hay là dark red, được chưa? Chọn thôi. Rồi đối với đoạn văn thì chúng ta chọn format, chúng ta chọn paragraph, kéo vào đây, nhấn giữ chuột kéo vào đây để chúng ta dễ dùng thôi, chúng ta chọn left, left right không không, được chưa? Special chọn nên luôn, được chưa? Rồi đối với phần gì, à, giãn cách thì chúng ta chọn là gì, ở đây nó sẽ thừa kế từ cái phần normal cho nên là nó tự động lấy là gì, multiple 1.1 nha, mình cứ xóa đi thôi không sao cả, ở đây để về single thì mình để single, được chưa? Rồi 12 12 nhớ này, mình đang làm ở cục đây nha, cho mấy cục bên này đâu, 12 12 này, bội số này, rồi nãy mới chỉ tới đây thôi, chưa chỉ tới phần dưới. À phần dưới thì thường thì mình sẽ có thêm cái phần gọi là border and shading. Border là gì, về nghĩa nó là gì, border là viền, shading là nền ha, border là viền, shading là nền, được chưa? Vậy thì tại sao nó có gọi là có cái border như thế này, có border như thế này lấy đâu, thì mình sẽ mở cái file tham khảo lên cho mọi người dễ nhìn nè. Ở cái mục cấp 1 á, đây các bạn thấy không, nó sẽ có là gì, một số chức năng của quạt và nó có đường gạch dưới như thế này đó, thấy chưa, nó đường gạch dưới như thế này đó, thì nó gọi là đường border ha. Thì một cái đoạn văn á thì nó sẽ có gồm bốn đường border là gì, trên, top, dưới, bottom, left và right, tức là gì, nó sẽ có bao quanh,
đoạn văn đó mình đang coi là đoạn văn nha, mình một câu gọi là coi là đoạn văn đó chứ không phải là một câu này thôi nha, được chưa? Nhưng mà ở đây đề bài nó ghi là gì? À, đề bài nó bảo là gì? Định dạng cho tôi cái border nó là button thôi, và dùng đúng cái mẫu trên file tham khảo cho tôi là file mẫu này nè, nó đường nét đơn như thế này, màu xanh đó, nhìn cho kỹ nha cho mọi người dễ hình dung. Thì chúng ta mới vào phần này, chúng ta quay lại lại format để chúng ta chưa tắt cái phần modify của cái một mà đây không à. Đây. Chúng ta sẽ thấy cái chữ border ở đây, nó chữ viết tắt của là gì? Border and shading, được chưa? Thì chữ shading là gì tí nữa mình ra kia mình chỉ cho các bạn. Đây ha, thì nó sẽ có, nó ra cái bảng như thế này, đúng chưa? Nó sẽ gồm là gì? Border là viền này, cái này bay border là mình chưa sử dụng, tí nữa sẽ có tính năng đó sử dụng sau. Shading là nền, được chưa? Cái nền ví dụ như chọn cái nền màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng gì đó cho cái đoạn văn đó, đó là mình dễ hình dung nha ha. Còn không thì chúng ta để nó color bình thường ha. Rồi vậy thì cái viền là bạn bảo là gì? Đường gạch dưới như thế này này, gạch dưới như thế này, này. Được chưa? Thì chúng ta chọn cái đường A, đường nét đơn, đúng rồi, chọn mẫu đây, được chưa? Rồi thứ hai là gì? Chúng ta chọn màu, là color, ví dụ như màu xanh, được chưa? Rồi thứ ba chúng ta tích vào cái vị trí phù hợp, ví dụ là chúng ta đang để là không đúng không, là nên này, chúng ta có là gì? Trên này, dưới này, trái này, phải này, coi đây là một đoạn văn, và nhớ coi chỗ đây đã áp dụng cho paragraph nha, mình hiểu nha, làm quật mình hiểu là paragraph là đoạn văn nha. Rồi thì mình tích vào vị trí nào? À, phía dưới là tích vào, chưa? Hoặc là chúng ta gì, tích vào chỗ này, thêm bỏ đây, trên này, dưới này, trái này, phải này, hoặc là chúng ta tích trực tiếp, được chưa? Click chọn đó, trực tiếp, được chưa? Nhưng mà chúng ta thấy cũng chưa phù hợp, chúng ta nó mạnh quá, nó không đủ, thì chúng ta chúng ta tăng kích thước nó lên, tăng kích thước nó lên, tăng này đó, tăng cái nào phù hợp, chúng ta click vào, đó, nó dày vậy cho nó phù hợp, được chưa? Thí dụ như vậy ha, mình sẽ tăng sửa chỉnh sửa gì hết, tất cả tính năng border mình chỉnh sửa được hết. Và nhớ ở đây nó có hai cái định dạng border sẽ đi, nó là gì? Paragraph và text. Tí nữa mình sẽ nói đến sự khác nhau như thế nào để mọi người dễ dùng ha. Mình làm trước cái này thì ạ. Đó, thì chúng ta để nhìn này, mở lên xem này, giới thiệu nó có là dưới thế này thấy chưa? Một số đang quận là dưới thế này thấy chưa? Đó, đó là mở cái thứ hai là heading 1 thôi, tức là tiêu đề có 1 thôi, được chưa nào? Đó, mình làm từng cái cho mọi người dễ dùng đó nha, chứ còn không là mình làm một lèo rồi. À, cái thứ ba bắt đầu mình coi heading 2, nhớ heading 2 nha, tiêu đề cấp 2, đề mục cấp 2, chọn modify. Rồi mình không còn quan tâm tới cái kia nữa, nhìn này, đó là phông chữ này, được chưa? Kích thước chữ này, chữ đậm này, chữ xanh đậm nè, xanh đậm, được chưa? Rồi tiếp theo paragraph chúng ta chọn này, kéo qua đây, nhắn dự kéo qua để nhìn cho hướng tầm hết đó, lấy price không không này, xóa đi không này, nên này thấy chưa? Rồi single này thấy chưa? 66 nữa không? 66 cái phần border sẽ đi, nó không còn nữa, nó gần dưới này nó không còn nữa, ta không cần phải làm, được chưa? Rồi mở lên các bạn xem này, thấy chưa? Bạn này, xếp này, chặt nhiều mệt, thấy chưa? Đó, hiểu ý nghĩa của phần paragraph style chưa? Tức là gì? Chúng ta định dạng chung cho tất cả các đoạn test nào mà mình đang sử dụng cái style đó, được chưa? Rồi năm tí nữa mình sẽ sử dụng các cái định dạng này để làm gì nha, tại sao mình phải chọn nó là phải là mình phải dùng cái một, cái hai, cái ba, tí nữa mình sẽ nói tới cái câu sau, được chưa nào? Rồi phần này có ai hỏi gì không nào? Thầy ơi, thầy chỉ em lại cái chỗ mà đổi cái cây thước đơn vị á thầy, với lại cái chỗ heading 1 mà có cái gạch gạch đó, cái khúc gạch gạch mà vô Ok border thầy. ok ok Dạ. rồi thấy chưa? Rồi mình đi tiếp nè, quay lại nè, đấy. Đầu tiên là mình phải đổi cái đơn vị thước đo, nhớ đơn vị thước đo, cái này là mình có thể mình sẽ bị dính, được chưa? Cho nên nhớ làm nha, đơn vị thước đo. Này, đơn vị thước đo mình làm gì? Mình vào menu file, được chưa? Các bạn chọn vào phần option. Thế nào? Chúng ta sẽ có phần expand. Được chưa? Mình nhớ thì mình tìm, còn không nhớ thì các anh chị cứ kéo thẳng xuống, kéo xuống như nào mình thấy cái chữ in này, chữ in đó thì mình sửa. Được chưa? Ví dụ như mặc định là chỗ này là chữ in như thế này này.
đó mình không biết đúng không, mình kéo từ trên xuống kia xuống kia xuống kia xuống 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 được chưa, in. À còn không thì mọi người nhớ cái phần là phần display á, phần hiển thị á, bây giờ trong group hiển thị á, được chưa, không nhớ. Còn không thì mình cứ kéo trên kia xuống kia xuống kia xuống xuống, nhưng mà thấy chỗ nào chim mình đỡ cho vị đo tiếp đó là gì cm, được chưa, đó nó vậy thôi, nó đơn giản ha. Làm lại nha, làm lại này, chúng ta vào phần file này, ở phần Excel cũng vậy, Excel hay trên này cũng được, Excel hay Word thì cũng như cũng chung nhau hết à, định dạng chung mà, chung của bộ Office mà. Vào phần Advanced này, được chưa, chúng ta chọn kéo xuống kéo xuống kéo xuống, chọn cái group là display hiển thị á, chúng ta sửa này đơn vị thước đo này, được chưa, chúng ta sửa về gì đơn vị phù hợp của mình là cm. Rồi đó là cái thứ nhất, được chưa. Rồi cái thứ hai mình sẽ nói cho các anh chị hiểu về cái phần border sẽ đi border sẽ đi, được chưa, mình tạm hiểu nó là gì, nó là viền và nền được thế nào. À, ví dụ như ở đây chúng ta có một đoạn văn là như thế này, mượn nó dài dài chút xíu mình bôi cho nó đẹp ha. Thì nếu như chúng ta không sử dụng cái công cụ định dạng style gì hết á thì nó nằm ở đâu, à nó nằm ở đây này, paragraph này, nãy giờ mình nhớ mình chọn gì không, à, format paragraph đúng không, hoặc là gì format border shading đúng không, tức là gì nó định dạng trên đoạn văn. Thì đoạn văn ở đâu, ngoài phông chữ là cái ở tab đầu tiên mình hay dùng nãy á, thì nó chỉ còn một phần gọi là phần paragraph, tức là định dạng đoạn văn đó, được chưa. Rồi ở đây chúng ta có là paragraph, đây chúng ta có thì canh trái canh giữa canh phải hay canh đều hai bên này, thấy chưa, đó chúng ta có là gì, spacing tức là gì giãn cách giữa các dòng, giãn cách với đoạn văn phía trên, giãn cách đoạn văn phía dưới. Thì thay vì nó nằm ở trong bảng kia thì tôi chỉ các bạn cái menu nó nằm bên ngoài đó, nhưng mà mình bắt buộc mình phải làm trong kia, tại vì sao, là mình đang định dạng ở phần heading, còn này mình đang làm bên ngoài cho các bạn dễ hình dung tất cả, chúng ta quay trở lại cái kia sau. Rồi còn một cái nữa là gì, cái nữa là đó là cái border and shading. Border sẽ đi nằm đâu đâu, mình nó nằm trong này này, các bạn cứ nhìn cái hình mà hình vuông có nhiều cạnh và nó đó. Thì ở ví dụ mình chọn cái đồ văn này đi cho các bạn dễ hình dung ha, thì mình muốn định dạng nó có cái viền và có cái nền, được chưa, thì chúng ta chọn vào cái mũi tên xuống, chúng ta chọn border sẽ đi này này, chữ đó này, được chưa, rồi chọn vào thì nó có gì quan trọng này, hai tab này, border là viền này, sẽ đi là nền này, nhớ nha, border là viền, sẽ đi là nền. Rồi mình sẽ làm gì, à, chọn cái mẫu nào đó phù hợp, ví dụ như đề bài nó cho mình cái mẫu sẵn rồi thì mình cứ nhớ nhìn cái file tham khảo á, nó có cái mẫu sẵn như thế nào thì mình chọn như vậy, được chưa, cái trong cái đề nó không có ghi rõ đâu cho nên mình cứ thấy sao thì mình ghi như vậy, được chưa. Ở đây ví dụ như là đường nét đơn hay đường nét đôi đi, mình chọn như cho nó các bạn dễ hình dung, đường nét đôi đi, à, đường nó là đường màu đỏ đi đó, mình đổi màu luôn được luôn nè, thấy chưa đó. Rồi nếu như chúng ta thấy cái đường nó cái đường nét nó mảnh hơn so với cái mẫu của mình á thì các bạn có thể tăng cái width lên, tăng kích thước nó lên, các bạn chọn kích thước nào đó cho phù hợp, được chưa, các bạn dễ hình dung. Đây là khi mà mình chọn nha, lỡ nó chọn bóc á là bốn cạnh á, nó mình sẽ bỏ chọn lên cũng được không sao hết, rồi chúng ta tích vào lại cho nó nhanh, được chưa, tích bỏ tích lên, được chưa. Thì nhớ ở đây hồi nãy mình nói cho các bạn một cái khái niệm đó là gì, là áp dụng cho paragraph tức là đoạn văn hay là test. Ví dụ trường hợp này chúng ta làm đúng đi, chúng ta làm sai đi cho dễ, à, chúng ta bỏ một đường dưới thôi nha cho dễ nhìn, hay là muốn hết luôn để cho mọi người dễ nhìn ha, đây hết. Nếu chúng ta làm sai tức là chúng ta chọn test chứ chúng ta không chọn paragraph thì nó như thế này, chọn thì nó sẽ ra kết quả như thế này đó. Khi chúng ta áp dụng cho test thì chỗ nào có chữ thì nó khung lại, chỗ nào có chữ nó khung lại, mà mình đang hiểu chỗ này nó là một đoạn văn đúng không, nó là một đoạn văn chứ không phải là một là từng dòng, cho nên này là mình nhận sai, được chưa, đó là đoạn văn. Và thì chúng ta quay lại chút xíu, nó thay đổi một thuộc tính chút xíu thôi, thì mình thay đổi thuộc tính chút xíu đối với dạng là gì, à bỏ test đi, chọn nên đi cho nó mất đi đã, mất đi thấy chưa. Rồi chúng ta quay lại này, rồi chúng ta chọn cái mẫu nào là mẫu đây luôn, dùng luôn ha, chúng ta chọn cũng là gì bốn cạnh trên dưới trái phải, được chưa, nhưng mà chúng ta áp dụng cho paragraph nó khác, không phải test nha, thì nó như thế nào, à đây là một đoạn văn đúng không, thì nó sẽ khoanh xung quanh cái đoạn văn đó,
tức là mình coi nó từ lúc trước khi xuống enter xuống á, thì nó sẽ coi là một đoạn văn đó, cho nên nó khung như thế này. Được chưa? Hiểu cho mình nha, hiểu cho mình khi nào là test, khi nào là paragraph. Paragraph là đoạn văn nha. Test này nó chỉ là gì, là câu, là dòng thôi, không ghi dòng đúng không, rồi ghi câu, nó là một dòng, từng dòng á, được chưa? Đó là cái phần viền. Còn ngoài ra chúng ta có cái nền nữa chúng ta chọn lại này, được chưa? Nền nữa chúng ta chọn, có phần shading chúng ta chọn nền, ví dụ nền màu cam để cho mọi người dễ hình dung. Nó cũng có hai khái niệm, vừa là test cho paragraph cho mọi người hiểu đó ha. Đấy, ví dụ như chúng ta chọn test chọn sai đi, để như thế nào? Anh này, các bạn mọi người có thấy nó ở giữa giãn cách giữa các dòng nó có cột trắng không? Là nó sai. Thực tế nó phải bôi, nó phải tô hết giống như cái khung bên ngoài đó. Hiểu đúng không? Cho nên mình phải quay lại chút xíu này. Mình xóa đi này. Save này. Ta chọn là no color cho test này. Để ta mất đi á, mất đi khi mình dạy sai. Chưa được. Đây, save đi. Chọn test này. Chọn no color này. Được chưa? Rồi chúng ta bôi lại cho mọi người dễ nhìn này. Đó. Chọn đoạn văn này, chọn setting này. Được chưa? Chọn màu cam này. Nhưng mà chúng ta chọn paragraph nha. Đó. Thì nó sẽ bôi như thế này. Hiểu cái sự khác nhau giữa test với paragraph rồi đúng không? Hai cái này nó khác nhau nha. Được chưa? Cho mọi người biết cho thôi là mọi người sẽ bị dễ bị chọn nhầm á. Rồi. Thì đó là cái tính năng nó nằm bên ngoài cho mọi người dễ nhìn thôi, được chưa? Còn nó nằm ở trong thế là sao, nó nằm trong heading á, làm sao, tức là thay vì chúng ta chọn bên ngoài này thì mình đang định dạng cho các cái một, cái hai, cái ba, thì chúng ta chọn vào cái một đó, chúng ta chọn modify đi chẳng hạn, được chưa? Thì nó chỉ nó nằm trong menu ẩn bên trong, nó không thể nào thể hiện giống như ở bên ngoài được, cho nên chúng ta sẽ vào phần format, chúng ta sẽ có lời paragraph này là định dạng canh lề bên dưới, canh trái canh phải là đây, nó gồm bao nhiêu mấy cái này. Rồi chúng ta có border setting, tức là cái viền này, của cái này. Đây, chúng ta chọn border setting này. Được chưa? Thì chúng ta không có nền, chúng ta có cái khung thôi. Chúng ta chọn mẫu khung, chúng ta chọn vị trí. Thì chỗ nào mình đang áp dụng cái style này cho cái định dạng heading 1. Đó, đó nha. Vậy thôi. Thì chỗ nào nó là heading 1, tức là gì? Nó sẽ bôi hết. Đó, ở đây các bạn thấy cái khái niệm dễ nhất, sự phân biệt rõ nhất là gì? Cái khái niệm test với paragraph nó khác nhau chỗ nào? Nếu như các bạn chọn test thì nó chỉ bôi đúng cái chữ là gì, chữ giới thiệu thôi. Đây tôi ví dụ như cái chữ mục lục cho bạn dễ dùng này. Gạch dưới thôi, đây nó chỉ bôi đúng cái chữ mục lục thôi. Còn nếu chúng ta có đoạn văn, tức là gì, một đoạn văn nó đang hình dung của mình là định dạng nó là gì, nó là từ bên trái cho đến bên phải. Được chưa? Mặc dù cái chữ này nó chỉ có hai từ thôi, cái đoạn văn này chỉ có hai từ thôi là chữ giới thiệu, nhưng mà nó điểm bắt đầu của đoạn văn là từ bên trái đây cho tới bên phải này, cho nên nó được bắt buộc nó phải gạch dưới từ đây đến đây, hoặc là nó tô nền từ đây đến đây. Được chưa? Từ đến đầu, từ điểm bên trái đến điểm bên đầu bên phải nhé nha. Cho nên nó có sự khác nhau giữa test với là gì, là paragraph ở chỗ đó. Thì thay vì nó đơn giản về cái câu số câu hai này như thế nào cho mọi người dễ hình dung, thay vì chúng ta phải đi đánh số thứ tự như thế này, chúng ta biết được nó là số 1 đúng không, một số 1 thì A B C lớn như vậy, được chưa? Thì một đây là một A, tiếp theo là một B, thì thay vì đó mình sẽ sử dụng cái gì, mình hay sử dụng như thế này này, đây thông thường các bạn hay sử dụng như thế này đúng không, các bạn vào chọn này, chọn numbering, thì thay vì chọn là ABC thì 1, 2, 3 thì phải chọn ABC đây. Đó. Thì chúng ta, nếu chúng ta có nhiều một đúng không? Chúng ta phải đi đánh hết numbering hết tất cả. Được chưa? Đánh hết có bao nhiêu cái, ta đánh hết bao nhiêu cái. Được chưa? Đó, thì mình lại bắt tốn công. Tại vì mình phải đi làm những cái đối với bài nhiều. Hay là tốn văn bản chúng ta có rất là nhiều. Và mục thì chúng ta phải đánh hết từng cái rất là cực và rất là tốn thời gian. Cho nên là gì? À, nó quay lại cái câu trên. Câu trên là chúng ta biết cái gì, các cái tiêu đề có một của mình á, mình đang sử dụng cái gì, sử dụng style là heading 1, được chưa? Và đó là các cái một. Còn đối với các hai mình đang sử dụng style là gì?
là hết nhân 2. Đúng chưa? Cho nên là mình sẽ sử dụng chính chính cái này để chúng ta gì đánh số thứ tự tự động. Đúng chưa? Chỗ nào là hết nhân 1 nó tự động nó biết đánh cái gì ABC gì đó. Chỗ nào là hết nhân 2 thì tự động biết đánh chính là 1 2 3 là A1 2 A1 A1 A2 A3 A4 gì đó. Được chưa? Thì đó gọi là đánh số tự tự động dựa vào các cái đề mục. Được chưa? À vậy nó nằm ở đâu? Thì nó nằm ngay bên cạnh cái domain này thì sẽ có một cái công cụ gọi là gì? Multi level list. Được chưa? Công cụ của mình là multi level list, mình chỉ chọn vào thôi. À thì ở đây nó sẽ có nhiều mẫu gần giống nhau. Ví dụ như là ở đây 1.1, 1.2 tức là gì có nhiều phân cấp phía trong á. Thì ở đây nó cũng có cũng là 1.1, 1.2, 1.3. Nhưng mà ở cái mẫu này nó khác so với cái mẫu trên ở một chỗ. Đó là gì? Cái mẫu này nó sẽ đánh 1, 2, 3, 4 theo hết nhân 1. 1.1, 1.2, 1.3 hoặc là 2.1, 2.2, 2.3 là theo hết nhân 2. Tức là chỗ nào có style là hết nhân 2 để mình chọn đó. Thì nó sẽ tự động hết nhân 2. Còn ở trên này là mình đánh thủ công. Tức là nó không có chọn sẵn cho mình. Được chưa? Cho nên là mình mọi người nhìn vào này. Mọi người sẽ chọn cái mẫu nào mà có chữ heading phía sau. Được chưa? Tức là gì? Là style này đang áp dụng cái định dạng này. Được chưa? Mình chọn vào thôi, chọn bình thường thôi. Được chưa? Không cần chính xác tại vì cũng không có cái nào chính xác đâu, được chưa? Mình sẽ chọn vào sau đó vẫn giữ con trỏ chuột lại đúng không? Chúng ta chọn tiếp lại multi level list và chúng ta chọn là gì? Define new. Ha, define new multi level list nha. Được chưa? Bấm vào. Đó, bây giờ nó sẽ hiển thị ra cái bảng để mình chỉnh sửa lại cho phù hợp. Được chưa? Chứ ví dụ chúng ta có là gì? Cấp 1 là đề mục có 1 hết nhân 1 này. Số 2 là tương ứng hết nhân 2 chứ. Được chưa? Mình cần hai đó thôi thì mình sửa hai này thôi, còn các cái còn lại mình không quan tâm. Được chưa? Rồi. Mở lại, chúng ta xem cái đề. Đề có là gì? À, đầu tiên là chúng ta có là gì? À, nó cấp 1 nó là level 1, tương ứng là chữ A, B, C và có dấu chấm phía sau. Được chưa? Thì vào đó mình sẽ thấy là gì? À, số 1 chọn vô này. Thì thay vì chúng ta sử dụng các con số thứ tự là 1, 2, 3 bình thường thì chúng ta sẽ chọn lại mẫu khác giống như là yêu cầu là chữ ABC hoặc là chữ số La Mã, 1 La Mã, 2 La Mã, 3 La Mã. Được chưa? Không sao cả. Nhìn mẫu thế này nè các bạn, cái nó thì mẫu này các bạn nhìn này. Được chưa? Rồi, thì nó thiếu gì nữa? Thiếu chấm phía sau. Thì ở đây mình sửa được cái gì? Mình có thể thêm trước, thêm sau, ví dụ điều A, điều B, điều C chẳng hạn thì mình thêm chữ trước là điều A, điều B, C hoặc là gì chương 1, chương 2, chương 3 chẳng hạn, chương A, chương B, chương C gì đó chẳng hạn. Được chưa? Thì mình thêm cái tép phía trước hoặc là thêm phía sau là dấu mở ngoặc hoặc là dấu chấm hoặc là dấu xoẹt chẳng hạn. Nhưng mà mọi người có để ý không? Các chị có để ý là mình không có đụng chạm gì tới cái chữ A đang bôi đậm này hết. Được chưa? Không có đụng gì hết tại vì nó là nó sinh tự động, nó tăng tự động. Được chưa? Dựa vào cái điên của mình. Được chưa? Không đụng. Rồi, tới cấp 2. Cấp 2 thì thường chúng ta sẽ có cái gì? Thường nha, thông thường khi mà mặc định nó sẽ lấy gì? Nó lấy cái cấp trên tức là level 1 là chữ gì đó, ví dụ nãy là 1 2 3 thì nó là 1 2 3. Còn mình mới sửa về là gì? Là ABC thì nó lấy là gì? Chữ ABC rồi tới chính nó, rồi chấm cái là tới chính nó, tức là chính cái mục hiện tại là mục số 2. Được chưa? Và đây là mục số 2 nó ghi là gì? Là A.1 tới mục 2 3 4 gì đó, có dấu chấm phía sau thôi. À thì chúng ta thấy chỉ cần thiếu là gì? Dấu chấm phía sau thôi. Còn nếu như trường hợp là nó thay đổi chút xíu là gì, nó không sử dụng ABC mà để dùng một la mã hai la mã thì mình sẽ sử dụng một la mã hai la mã, thì mọi người có để ý không, nó chỉ thay đổi cái cấp 2 phía sau thôi, cái level 2 phía sau, level 1 phía trước nó dùng nguyên, được chưa? Dùng như 1 2 3, được chưa? Rồi cũng có trường hợp là gì, à chứ có trường hợp là mình không có sử dụng cái level 1 tức là không có hiển thị cái số chữ A đi, được chưa? Thì bây giờ chúng ta giữ của chính nó này, chúng ta giữ của chính nó tức là giữ của số 1 đó, 1 2 3 đó, chúng ta bấm xóa, xóa phía trước, cho phía trước đi. Thì bây giờ này gì, nó là con của A nhưng mà mình không muốn hiển thị cái chữ A đó ra, cái level 1 ra, nó chỉ hiển thị đúng cái level của chính nó thôi, được chưa? Được chưa? Rồi chúng ta thêm gì đó phía sau, phía trước gì đó bình thường, được chưa? Rồi lỡ giải số hết rồi giờ thêm sao? Lỡ giải số hết rồi bây giờ thay vì chúng ta thoát ra lại, chúng ta vô lại, chúng ta chưa lưu mà chúng ta thoát ra chúng ta quay lại đúng không? Thì chỉ là cách này, nó không cũng không khó khăn lúc đó đâu. Mình sẽ nhìn vào trong cái bảng define multi level list này nó có cái gì, hai cái mà mình cần quan tâm đó là cái number list table này là của chính nó, tức là list table tức là của chính cấp 2, và bên cạnh nó có là include level number tức là gì, các cái level cấp trên mình có thêm vào hay không. Ví dụ ở đây chúng ta có đang ở level 2 đúng không,
thì nó chỉ có level 1 thôi. Ví dụ như chúng ta có level 3 đây, chúng ta có là gì? Level 1, level 2, level 3 chẳng hạn. Đây, xóa cho mọi người dễ nhung nha. Đó, level 1 này, level 2, level 3 chẳng hạn, được chưa? Tại vì level 2 đang nâng mà, cho nên nó không có, đúng rồi. Đây, ví dụ level 2 này. Cho mọi người dễ nhung ha. Ở đây chúng ta nếu như level 3 thì nó có hai level trên cấp trên, đây là level 1, level 2. Đó cho mọi người dễ hình dung thôi, được chưa? Vậy thì ở đây, nếu chúng ta lỡ chúng ta xóa đi hết rồi, chúng ta thêm lại cách nào? À, thêm nếu như thêm trên nó thôi thì chúng ta thêm bridge level, tức là thêm trên nó 1, 2, 3. Được chưa? Còn nếu như mà nó có cấp level trên, tức là level 1, thì thêm cái level 1 trước và thêm trên nó sau. Level 1 này, chấm này, trên nó này, 1, 2, 3, này. Thêm cái chấm nữa. Được, hiểu nghĩa chưa? Thì nó mới ra được là gì? Nhìn hai cái đầu thôi, có cái sau không quan tâm được. Được chưa? Rồi, có một số đề nó sẽ có thêm một cái này nữa. Đúng không? Đây là level 1 tương ứng với level cấp 1, tức là heading 1. Rồi, nhưng mà phía sau đây này, cái ý nghĩa của cụm từ này là gì, là follow number with, tức là gì? À, thường là một cái test mình đúng không? Thì có là gì, chữ A chấm rồi tới gì? À, đây ví dụ như A chấm giới thiệu đi chẳng hạn. Thì giữa cái số đánh rộng với cái test này nó có phân cách, nó có cái khoảng giữa với nhau. Thì người ta gọi đó là gì? À, follow with number đó. Đây, thì chúng ta mở vào phần more lên, các bạn mới thấy được cái này. Đây, thì follow number width này, nó sẽ có gì? Nếu chúng ta để bình thường một cái tab, thì thường nó sẽ lấy từ 0.5 đến 0.75 đến mặt định. Ở đây nó sẽ có một cái tab vô này, thuộc vô. Đã, một khoảng trống đó là rộng rộng hơn chút xíu ha, rộng hơn bình thường chút xíu. Rồi, thì chúng ta sẽ có cái gì? Nếu chúng ta để space, tức là gì? Nó là một dấu cách đó. Một cái nút, cái phím space trên một phím đó, tức là một dấu cách. Tức là gì? Một chấm cách cái giới thiệu. Được chưa? Còn nếu chúng ta để là gì ở tab thì nó chỉ là một, nó rộng vô chút xíu một cái khoảng nào đó, rồi chúng ta là gì, chữ giới thiệu. Rồi tiếp theo là gì, no sin, tức là gì, không có gì hết, tức là gì, một chấm viết chữ giới thiệu luôn, không có khoảng trống giữa, không có khoảng cách giữa luôn đó. Thì mình hiểu ý nghĩa vô cái follow number with ha, thì nó nằm ở trong nào, trong một mo này ha, mở mo lên. Và ở đây chúng ta có là gì, một 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 hai điều tiếp theo là gì, chọn là space hết, mặc định đó là tab ha, mình chọn là space hết, chọn một hai này. Mình nhớ nha, mình định dạng có mục nào thì mình chọn mục đó trước rồi mình xuống định dạng phía dưới, được chưa? Rồi các mục còn lại nó không có gì hết, kệ, không quan tâm, tại vì trên cái văn bản của mình cũng chỉ có hết một, hết hai thôi, hết ba kệ đó, định dạng cái gì kệ đó, không quan tâm, được chưa? Rồi xong như thế này này, giảng thì dài chứ gì, giải thì nhanh lắm, được chưa? Đó B1 này, B2 này, B3 này, B4 này, được chưa? Nhìn phải mẫu rồi. B này, B1 này, B2 này, B4 này, B3 trên này. Được chưa? Rồi, làm thử nào. Câu số 3 là chúng ta tạo à quả định chèn virtual ha, mình giảng mà. Nó nằm ở ngay trang đầu tiên á. Đây. Đây là cái quả của mình nè. À, Word là một công cụ có sẵn trong Word ha, mình cứ chèn bình thường thôi, cũng không có gì mà gọi là cao siêu cao thủ đó, được chưa? Biết cách sử dụng là được, được chưa? Rồi ở đây là cái test này chúng ta sẽ định dạng thành dùng công cụ Word đúng không? Chúng ta cứ xuống dòng cái từ một dòng đi ha, để trống đó, để trống cho vui đó đi, từ đó sau, được chưa? Rồi chúng ta sẽ chọn cái đoạn test, cái đoạn văn mà mình sẽ định dạng Word đó, được chưa? Chúng ta chọn insert, chúng ta chọn Word, chúng ta chọn mẫu, đúng không? Thấy mẫu chưa? Insert ha. Chọn ngoài chọn mẫu. Rồi quay lại xem đề có thêm mẫu nào. Được chưa? Thì chúng ta chọn cái mẫu đó phù hợp với đề bài yêu cầu. Được chưa? Đó là cái đơn giản nhất. Cái đơn giản nhất là gì? Chúng ta chọn cái mẫu giống như đề bài yêu cầu. Thế là cái mẫu nó có sẵn. Được chưa? Hôm nay học tới đó thôi. Được chưa? Rồi thu nhỏ kích thước lại. Giảm kích thước của cái phông chữ xuống thôi chứ không có gì cao siêu hết nha. Rồi sau đó mình đi kéo cái này ra cho nó vừa đủ cái đoạn bên đoạn văn của mình. Được chưa? Đó là cái thứ nhất, định dạng nó dùng công cụ là gì? Của ai trước. Chưa hết nha, chưa định dạng xong nha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn cái kiểu, cái style á. Được chưa? Nó thì dạng hình tháp như thế này nè. Đúng không? Đã bằng ở dưới ha. Tại sao tôi nói bằng ở dưới? Tại vì cái đó cái mẫu lắm nha. Cho nên mình phải nhớ cho mình cái này. Thì chúng ta phải vào lại, cái chọn lại cái đoạn test mà chúng ta chọn ngoài đó. Cái đoạn, cái object của ngoài đó. Chúng ta chọn cái menu format. Chúng ta sẽ thấy cái phần text effect. Đây, menu bộ ảnh đây. Chúng ta đang chỉnh sửa bộ ảnh style cho nên là ở đây. Nếu chúng ta chọn nhầm loại, nhầm style thì chúng ta chọn lại mẫu khác, không có vấn đề gì cả, được chưa?
chọn sai thì chọn lại bọn khác không sao cả, nó không mất gì hết đâu, được chưa? Rồi chúng ta chọn save file, chúng ta chọn cái phần transform để chúng ta chọn các cái kiểu hiển thị, kiểu uốn lượn gì đó như là yêu cầu. Ví dụ đây nó là kiểu hình tháp như thế này mà nó có bằng ở dưới ha, cũng đây là cũng là tháp nhưng mà gì nó giãn lên chứ chơi đó, có cho bạn dễ nhìn thấy chưa, bạn coi thử mẫu nào nó phù hợp thì nó lấy, thấy chưa, đây nó bằng này. Đó thấy chưa, rồi muốn nó cao hơn chút xíu thì bạn cứ kéo cái này xuống chút xíu thì nó sẽ, chữ nó sẽ cao hơn chút xíu thôi, đó là cái phần gì ồ à thấy chưa, nhẹ dễ lắm, nhanh lắm, thấy chưa. Rồi nhớ nha, nếu chúng ta kéo nó nhỏ quá, rộng nhỏ quá thì test nó chèn lên đó, mình cứ kéo cho nó, thứ nhất là mình thu nhỏ cái phông chữ của mình nó về phù hợp, sau đó chúng ta cứ kéo cho nó vừa bằng dưới cái đoạn văn, cái chiều rộng của đoạn văn là được. Được chưa? Rồi ở đây tiếp theo là gì, chúng ta chèn vào cái hình picture đây, chúng ta sẽ có một cái hình ở đây, chúng ta chèn hình trước đi, từ từ làm một lục sau, được chưa? Chèn hình này thì dễ, chưa làm gì hết đâu, chèn hình ở dưới một lục này. Được chưa? Chúng ta chèn hình vào, chúng ta chọn insert, chúng ta chọn picture, và chúng ta trong cái thư mục của mình á, trong cái thư mục truyền dữ liệu mình tải về á, nó có cái hình nha. Đây, bài 1 này, dữ liệu này, word data này. Đấy, cái hình này. Rồi, để chưa nào? Nó canh giữa chút xíu, chưa làm gì hết, làm đúng câu này thôi, làm theo câu tính điểm mà. Chúng ta làm canh giữa. Đấy, thấy chưa? Có quả này, có hình này. Đó, không phải thôi. Rồi câu 1.4 câu 1.4 thì mình sẽ hiểu ý nghĩa tại sao mình lại sử dụng cái chương 1, cái chương 2, cái chương 3 nha. Tại sao mình lại sẽ sử dụng cái style 1, cái chương 2, cái chương 3. Đây, đó là mình sẽ sử dụng cho cái tạo mục lục tự động. Đây, mục lục tự động mình nó sẽ dựa đâu? Nó dựa vào cái các cái heading mà mình đã đặt. Ví dụ như đây là gì? Tiêu đề cấp 1 là gì, giới thiệu ở trong 1, tiêu đề cấp 2 trong 1, thì cấp 2 cấp 1 chứ, cấp 2 đây, cấp 2 qua đây, nằm ở trang nào đó thì nó sẽ tìm kiếm trên cái bảng của mình chỗ nào chúng ta định dạng bằng các cái style paragraph là heading 1, heading 2 chẳng hạn, thì để chúng ta xuất ra được dữ liệu tướng ở mục lục này, được chưa? Thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên ở cái menu mục lục mình làm trước nè, là chúng ta có là gì, chữ mục lục màu đỏ và gì cái nền màu 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 cam, được chưa? Làm luôn đi, cái này dễ mà. Chúng ta chọn là gì, border sẽ đi nãy mình chỉ rồi đó, bạn chọn modern shading, chúng ta chỉ cần quan tâm tới cái nền, cho nên chúng ta chọn nền shading và chúng ta chọn một ca này, đậm chút xíu cho dễ nhìn ha. Đây, chọn paragraph nha, nhớ nha, nó từ bên trái tới bên phải lận, cho nên chọn paragraph cho mình, được chưa? Rồi có nền thôi, không quan tâm gì hết đó. Rồi cái chữ chúng ta canh giữa này, chữ màu đỏ này, in đậm này, to lên chút xíu này, đó xong, nó là dễ vậy thôi, đầy cái được chữ rồi, được chưa nào? Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ là gì, à xuất ra cho mình cái mục lục nội dung, được chưa? Thì chúng ta nằm trong đâu, nằm trong cái menu reference để mình giới thiệu ban đầu cho các bạn đó, được chưa? Chúng ta lấy cái table content tức là gì, cái mục lục nội dung, được chưa? Nhưng nhớ mình không có chỉ sử dụng bất kỳ các cái style nào hết, không chỉ dùng cái template nào có sẵn hết, chúng ta sẽ tạo một cái mẫu mới, được chưa? Mình học nâng cao toàn bộ là mình tạo mẫu khác hết, mình tạo mẫu không dùng cái mẫu tự động ha. Đây cái chọn. Rồi thì ở đây các bạn sẽ hình dung cho mình như sau, ở đây chúng ta có mình đang quan tâm tới cái gì, table content tức là mục lục nội dung nha, máy này nó không hiển thị đâu, chưa? Thì mặc định thì nó sẽ hiển thị ba level, cái đi một, cái đi hai, cái đi ba, tương với là ba level mình chọn đây. Đối với bài mình chỉ có là gì, đề mục cấp 1, đề mục cấp 2 thôi, được chưa? Đây đề mục cấp 1, đề mục cấp 2 ở ngay cái bài này thôi đó, cho nên chúng ta cần là gì, để ba level cũng không sao hết, tại vì mình cũng đâu có định dạng nào đâu, được chưa? Cho nên là gì, chúng ta chuyển xuống còn hai thôi cũng được, được chưa? Xuống còn hai thôi cũng được, không sao hết. Qua cái thứ nhất rồi, giới thiệu sơ chút xíu ở đây nó là gì, nó là có hiển thị số trang hay không, đây là số trang này 13 này, được chưa? Và canh phải cái số trang này và khoảng cách giữa cái khoảng giữa của nội dung với cái số trang nó là dùng cái gì nào, chúng ta chấm trừ trừ dạch dưới hay gì đó, không dùng gì hết, được chưa? Thì chúng ta chọn tướng, cái mẫu tướng đối với bài mình, chúng ta sẽ xem đây, thấy chưa, cái chấm 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 dưới này, thấy không?
chấm 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 phía dưới này, thấy chưa? Đó, cho nên là gì, chúng ta vẫn sử dụng bình thường và có hai level, được chưa? Tuy nhiên ở đây nó có một cái điều đặc biệt là gì, chúng ta nếu chúng ta để mặc định như này, nó ra như thế này này, mở ra cho bạn xem luôn đấy, nó ra một màu đen như trước và nó sẽ tự động sinh dựa vào cái heading một heading hai mình chọn hồi nãy á, chỗ nào có chữ heading một heading hai thì nó sẽ lấy là nội dung mục lục, được chưa? Tuy nhiên nó bị một cái là gì, à nó có định dạng riêng, được chưa? Định dạng riêng là gì? Ở đây chúng ta có là gì, level 1 nó là màu đỏ, level 2 nó màu xanh, mình đơn giản mình chỉ cần biết như thế thôi. Còn cái phông chữ kích thước chữ màu chữ gì đó, thay vì chúng ta phải định dạng y chang như thế này là gì, à, phông chữ kích thước chữ màu đỏ gì đó, thì chúng ta cứ nhìn sơ trước thôi, chúng ta thấy nó là gì, à màu gì, màu xanh với màu đỏ là được rồi, làm vậy thôi, đơn giản vậy ha. Thì mình định dạng ở đâu, à mình chỉnh sửa nó thì mình nhớ cái cụm từ modify, modify là chúng ta định dạng nó, chúng ta tích vào, được chưa? Ở đây tương ứng với level 1 là chữ tóc 1, tương ứng với level 2 là tóc 2, được chưa? Thì nó là từ viết tắt của table content 1, table content 2, tương ứng với level 1, level 2, hay là cũng tương ứng với gì, hidden 1, hidden 2, được chưa? Ở đây ví dụ như level 1 đây, chúng ta chọn modify, không cần sửa gì hết, quay y chang như cái paragraph style này không, chúng ta chọn đúng màu đỏ thôi. Chọn level 2, chọn modify, chọn đúng màu xanh đậm thôi. Hai cần nó còn hai đó thôi, được chưa? Nhấn ok đây như này. Được chưa? Nhớ nha. Định dạng lại phông chữ, kích thước chữ, màu chữ, chọn modify. Chúng ta tương ứng với sửa bao nhiêu level thì chúng ta tích vào level đó chúng ta sửa. Nhá. Tích vào đó chúng ta sửa. Được chưa nào? Còn sửa bao nhiêu thì chúng ta tích vào đó chúng ta sửa. Rồi, chúng ta nhấn ok. Ở đây do cái nãy tôi đã thêm rồi á, giờ tôi thêm đề lên thì nó hỏi nó có đề lên nội dung bạn không có gì đâu ha. Đấy là xong, dễ không, quá dễ đúng không, nội dung nó như thế thôi. Cảm ơn các bạn, bye bye các anh chị, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ nha.